Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối hôm nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin đặc biệt, Ngày Vận động cho Tự do Tôn giáo Nhân quyền tại Việt Nam, được tổ chức tại Quốc hội Hoa Kỳ. Phần 2 là chương trình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt. Kính thưa quý vị, vào sáng ngày thứ Năm 11 tháng 7, 2019, tại phòng khánh tiết CVC 200, khuôn viên chào đón du khách viếng thăm Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, một chương trình vận động cho tự do tôn giáo nhân quyền tại Việt Nam đã được long trọng khai mạc vào lúc 10 giờ sáng. Chúng tôi ghi nhận có rất nhiều diễn giả thuyết trình về nhiều đề tài khác nhau, có nội dung liên quan đến vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Đặc biệt, trong những diễn giả thuyết trình chúng tôi ghi nhận có Thượng nghị sĩ John Cornyn của tiểu bang Texas, ông Scott Busby, phụ tá Bộ Ngoại giao, bà Gail Manchin, Tổ chức Tự do Tôn giáo Thế giới, bà Michelle Nguyễn, Tổ chức Chống tra tấn và Hành hung, Thượng tọa Thích Vĩnh Phước, Linh Mục Lê Quốc Thắng, Mục sư Joseph Vàng Chỉ Mình, Đạo hữu cao đài Đỗ Đức Minh, Thanh niên Edi Miền Núi Effect Eggdor hay Jack Smith, Cô Trần Thị Hồng, Cô mới Huỳnh và một số thành viên thuộc nhân viên Quốc hội Hoa Kỳ, các tổ chức tranh đấu cho tự do, tôn giáo và nhân quyền. Cùng đông đảo quý đồng hương đến từ nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ. Nhân dịp này chúng tôi đã thực hiện được một số phỏng vấn. Xin mời quý vị theo dõi sau đây. Cái hành trang chỉnh của chúng tôi là một chuyện đến cho Quốc hội Hoa Kỳ. Một cái điều được rất là cụ thể đó là đất nước Việt Nam chưa có được tự do tôn giáo và không có được nhân quyền vì sao tôi nói như vậy bởi vì là uh, những giáo hội độc lập á, và những tổ chức dân sự độc lập á, thì uh, người dân không có cái quyền để mà tổ chức từ hạ tầng cơ sở cho đến uh, trung ương uh, giáo hội cũng vậy tôn giáo cũng vậy và cả các tổ chức dân sự cũng vậy cho nên tôi muốn nói là chưa có được tự do hành hoạt đó là một tổ chức dân sự vừa rồi thấy trong những ngày mà đi vận động ở trên quốc hội hoa kỳ thì thấy tinh thần của người việt của chúng ta mặc dầu ở xa nhưng mà với tấm lòng yêu quê hương đất nước họ đã bỏ thì giờ công sức rất là nhiều và tiền bạc rất là nhiều đã đến quốc hội hoa kỳ vận động cho vấn đề tự do tôn giáo đây là một cái tấm lòng của những người việt thiệt tha đối với tiền đồ và vận mệnh của quốc gia việt nam à, tôi đến đây thứ nhất là cảm ơn các cái chính giới Hoa Kỳ ở trong ngành lập pháp và hành pháp đã quan tâm đến quyền tự do tôn giáo của Việt Nam. Đặc biệt là quý vị đã quan tâm đến hồ sơ về chi phái 1997 là một tác nhân phi chính phủ do nhà nước Việt Nam lập ra có thành tích vi phạm nhân quyền lâu dài do tổ chức BBSOS biên soạn. Trong hồ sơ đó đã nói rõ ràng những cái điểm khác biệt của đạo cao đài 1926 với đạo cao đài 1997 đồng thời nói rõ những cái ác hành của chi phái 97 đã vi phạm nhân quyền của người đạo cao đài 1926. Với những thành tích đó, chúng tôi hy vọng rằng ngành lập pháp Hoa Kỳ, các tổ chức vận động cho quyền tự do tôn giáo tiếp tục tác động lên ngành hành pháp Hoa Kỳ để chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách CBC với cái thành tích vi phạm nhân quyền như thế, họ xứng đáng vào danh sách CBC. Hội đồng chứng quản do nhà nước Việt Nam lập ra vào năm 1986 bằng quyết định hành tránh của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. À, sau đó à, đến năm 1996, nhà nước Việt Nam thấy rằng cái kế hoạch tiêu diệt đạo Cao Đài bằng cách là bao vây cái tòa thánh Tây Ninh lại để cho đạo tự tiêu diệt đó nó bị thất bại đi, thì nhà nước mới lập ra kế hoạch không ngọt vào ngày 29 tháng 5 năm 1996 để lập ra một cái bước thứ hai là lập ra một cái chi phái tại Tòa thánh tây ninh để lấy cái chi phái đó lừa dối quốc tế và họ đã lừa dối quốc tế được suốt 20 năm qua đến năm một đến năm 2018 thì tổ chức PBSOS phát hiện ra toàn bộ sự thật và đã viết hồ sơ đầy đủ về những cái sự khác biệt của hai bên và cả cái kế hoạch của nhà nước Việt Nam để trình ra với công luận quốc tế cũng như vận động quần chúng cho quần chúng thấy rõ cái sự khác biệt giữa hai bên. Vì đây là một kế hoạch rất tinh vi cho nên họ đã lừa đảo được thế giới trong suốt 20 năm qua. Vì uh, lý do tôn giáo thì chúng tôi bị đức tin chúng tôi bị chính phủ Việt Nam đã rất là kinh khủng cho nên là chúng tôi không sống được uh, tôi không sống được ở uh, tỉnh Hà Giang tôi mới đưa gia đình chạy sang Điện Biên Phủ là sống ở Điện Biên Phủ trong vòng 10 năm thì tôi bị tù ở Điện Biên Phủ là 9 năm tù ở trong Điện Biên Phủ là vì lý do tôn giáo về đức tin của mình tôi tự bảo vệ đức tin của mình và bảo vệ đức tin của cộng đồng người Mông ở Việt Nam thì sau đó tôi không sống được ở Việt Nam tôi phải chạy sang Thái Lan để xin tị nạn thì uh, năm 2007 thì tôi sang Hoa Kỳ định cư tại Hoa Kỳ. là cái lý do tôi chạy sang Hoa Kỳ là, là vì lý do đã tôn giáo. Dạ, hệ hội thánh hiện nay ở Việt Nam cũng rất là bị đàn áp nhưng mà chính phủ Việt Nam họ thay đổi cái cách đàn ác nó khác như trước bây giờ họ họ tuyên truyền với cộng đồng người mong họ không tin Chúa để đảng áp với những người tin Chúa ở Việt Nam cái điều đó là cái điều rất là khó ở Việt Nam hiện nay thì tôi cũng không biết làm sao rồi, nhưng mà chúng tôi cũng mong muốn chúng tôi cố gắng vận động cho cộng đồng quốc tế để biết về cái sự đàn ác của Việt Nam như thế nào cái điều đó là cái điều quan, quan trọng dạ yeah. Bố tôi là bị năm 1990 là bố với tôi bị bắt vào châu vô trong tù mà bị công an Việt Nam đó đếm ba cái xương sườn nó bị gãy và gãy cái xương vai. Sau đó bố với tôi chạy ra tù, tôi đưa bố tôi sang đào cái để cho vào trong rừng, sống ở trong rừng thì trong vòng một tháng thì bố đã bị chết ở trong rừng cho nên là tôi một người trông bố tôi sau đó tôi không tôi cảm thấy không sống được ở tỉnh Hà Giang thì tôi mới đi về quê hương của tôi đưa mẹ và con anh chị em sang sang ở địa biên phủ để sống ở địa biên phủ năm 1999 năm tôi sang địa biên phủ năm 1996 tôi tiếp tục bị công an địa biên phủ bắt tù cho đến năm 2003 cái điều đó là cái điều rất là khó mà hiện nay người mong sống ở Việt Nam là có một số người mong đã trở thành người vô tổ quốc không có hộ tình hộ khẩu là bị thu hộ tình hộ khẩu trong năm 1992 vì theo đạo tiên lệnh. em là người uh, bị đàn áp về vấn đề tôn giáo trong năm lúc 2013 đó thì em cũng đã từng bị cảnh uh, công an họ họ mời họ điều tra bởi vì cái lý do rất là đơn giản là mình nghe nhạc tiếng đê bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng mà trong lúc mà họ điều tra họ bắt họ hỏi, họ ép đó thì là họ nói là mình uh, đi theo tổ chức Furo rồi họ nói mình là làm việc với tổ chức nước ngoài ở với uh, bên Mỹ và để chống lại nhà nước rồi sau đó thì họ nói là họ sẽ nhớ đến cái khuôn mặt của em cho đến hết cuộc đời của em. Rồi sau đó thì là em cảm thấy là mình bị uh, uh, tội thân khi mà về trong cái buôn làng của mình nó thì là những người xung quanh họ xem mình giống như một người là tội phạm cho dù là mình không có biết gì hết. Ở bên nhà của em thì là chính quyền họ thường xuyên đến nhà, họ sách nhiễu gia đình uh, và họ nói là họ sẽ làm bất cứ cái điều gì để sẽ hại một cái người nào đó trong gia đình của em. Trong cái thời gian đó thì là bố của em và mẹ của em ở trong rẫy ở cao thì lúc ấy thời chính quyền họ luôn đến uh, với gia đình của em và họ sách nhiều họ ép ba mẹ của em để gọi em về. thì họ nói là em à uh, chống phá nhà nước. em cũng đi tham dự uh, hội nghị tự do tôn giáo ở bên Thái Lan là về vấn đề nhân quyền do tổ chức Amnesty International tổ chức. rồi sau đó khi mà em về đó thì là công an họ cũng nhắn tin cho em trong Facebook Messenger là à, em về đi rồi sau đó thì à, anh em mình uống cà phê này nọ anh không có làm gì em đâu và à, em đừng có sợ anh sẽ kiếm cho em việc làm à, này nọ nhưng trong cái thời gian đó thì mình cũng cảm thấy là mình đã sợ hãi rồi và nhưng mà ngày ngày 29 thì là mình nghe tin là bố của mình bị à, bắt cóc rồi sau đó thì bị giết chết cái lúc ấy thì mẹ đi kiếm chung quanh không có thấy nhưng mà cuối cùng thì mẹ thấy bố bị treo cổ ở trên cây tre ở dưới thung lũng ở uh, huyện e cao thì sau đó thì là công an chính quyền họ đến rất rất là nhiều bao vây chung quanh để ngăn cấm cái hiện trường đó không cho ai uh, tiếp cận vào thì trong cái lúc ấy thì là họ là một họ mổ tử thi thì là trong cái cơ thể của bố đó bị bầm dập hết cái chân cũng bị bầm dập và họ cũng cắt những cái bộ phận gì đó ở bên trong rồi họ mang đi rồi sau đó khi mà khi mà xong những cái sự việc đó thì mẹ đến làm cái giấy tử tự thi, cái giấy mà gọi là giấy tử cho bố đó thì họ nói là mẹ hỏi là lý do tại tại sao chồng của tôi chết thì họ nói rất là đơn giản bởi vì là con của bà chống phá nhà nước thì mẹ nói là con của tôi làm cái gì, có nghĩa là làm cái hành động cụ thể là gì thì họ không có nói. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin được tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc dạ vũ, sắc hoa màu nhớ, để tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cựu đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 28 tháng 7, 2019, tại Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia, 22042, Mọi đóng góp nhận được sẽ giúp cho Thường phái binh Việt Nam Cộng Hòa. Mọi chi tiết xin liên lạc Nhất Hùng 301 529 5603, Bích Duyên 703 599 6043.